À, xin mời. Nào, thầy mời Bảo An câu số 15. Đọc đề cho thầy xem nào. Ủa trắng Ăn lớn đi đấy mà. Câu 15 đi. Câu 15 đâu? Ăn đi. Y Bella. Bella và Charlotte. Kelly làm được tất cả 7 cái bánh mỗi người làm ít nhất mỗi Một cái một cái bánh bánh là và số bánh tới đây nha. câu các bạn là Bánh bánh khác nhau. bánh Andy làm được bánh nhiều bánh nhất, hỏi bánh Andy bánh làm được bao nhiêu cái bánh? Ok, câu này là một cái câu khó. Bây giờ lên nhìn này. Có ba bạn. Các con để ý đây. Andy, Bella và Charlie. Có ba bạn làm được tất cả là 7 cái. Hiểu không? Mà mỗi bạn làm ít nhất là một cái. Điều này có nghĩa là bạn nào cũng làm, bạn nào cũng có. Nhưng mà sẽ khác nhau này. Này, số bánh của bạn khác nhau. Như vậy bây giờ thầy giả sử một trong ba bạn là một. Là một cái. Hiểu ý không? Bạn nào cũng được. Đúng không? Đấy. Vậy bây giờ 7 thì sẽ bằng là một cái này. Một bạn nào đó là một cái. Thế một bạn tiếp theo làm mấy cái? Nhưng không phải Andy nhé. Andy nhiều nhất. Chỉ Charlie hoặc là Bella thôi. Giả sử Bella là một thì Charlie được mấy? À, Charlie được hai, đúng rồi. Bởi vì là khác nhau. Vậy 7 sẽ bằng 1 cộng 2 cộng mấy? Cậu Hay là của bốn Andy nhá. Đấy, phần còn lại là của Andy nhá. Như vậy Andy là 4. Lớp mình hiểu này chưa? Các con hiểu này chưa? Sơ Linh nó con hiểu rồi. Được chưa? Rồi, câu này khó. Anh chị luyện đi luyện lại giúp thầy cho con câu này. Rồi, câu tiếp theo. Câu 16. Nào, câu này quen rồi, hôm trước gặp rồi nhá. Nào. Gạch chân thầy số nhỏ nhất này. Có từ smallest này. Đấy, thấy không? Bây giờ chúng ta nhìn 2 này. 2 này. 20 luôn đúng không? 20 này. 202, đây 20 này. Đây 20 này. 20 này. 20 này. Bây giờ nó hỏi tỉ số nhỏ nhất đúng không? 202 để 201, 202, 201. Vậy 202 này lớn quá bỏ đi luôn. Bởi vì có hai đây nó lớn hơn một này. Đây này, một đây và hai đây. Hiểu không? Các hiểu chưa? Như vậy bỏ luôn hai số này nhá. Chỉ tìm hai số này thôi còn lại. Nào nhìn. Một này giống nhau chưa? Lớp mình thấy không? 1 với 1 bằng nhau. Bây giờ phải so sánh tiếp là 0 này đúng không? Với 1 à đã với 1 này với 0 này, 1 này với 0 này. Đấy, thì thấy rằng là 1 lớn hơn 0. Vậy suy ra đáp án nào là đáp án đúng? Nào alo, đáp án nào đáp án đúng? Khánh Ngọc, đáp án nào đáp án đúng? Thầy là đáp án D. Câu 16, câu khó đi, đúng chưa? Đấy. To đấy. Rồi. To đấy nhá. Lớp mình hiểu chưa? Lớp hiểu chưa? Rồi nha, đấy là câu 16 nha. Rồi nhìn tới câu 17. Có quần để mặc trên váy, tự tìm ở trong đó. Nào câu 17. Nào xin mời Hà Tú Anh câu 17. Thiên Ân chuẩn bị câu 18. Chọn hai chữ số khác nhau từ các chữ số 1, 0, 3 và 9 để tạo thành số có hai chữ số. Hỏi có thể được bao nhiêu số khác nhau như vậy? Con đang ở mấy số? Con tự thấy là con ra 9 số ạ. 9 số hả? Câu 17 9 số nào. Ok, nhìn nhá, kiểm tra xem nào. 10, 10. 11, 11, 13. À, 10 10 11.
khác nhau mà, khác nhau mà, khác nhau mà. 13 chứ, không 13 tính đâu. 19 19 gấp bao nhiêu rồi? 50 thầy là 30 30 30 39 90 90 91 91 9 92 92 ở đâu? 93 92 đâu? 92 đâu? 93 thôi đúng không? Rồi 9 số này không có số 11 nhá, hiểu nhá. Rồi 1 đứng trước có 10, 13, 19, 3 đứng trước 30, 31, 39, 9 đứng trước 39, 10, 91, 93, không có 11, không có 10, không có 33, không có 99, bởi vì nó có cái từ này này các em, khác nhau này, phải hiểu nó khác nhau nhá, hiểu ý không? Vậy là 9 số mình phải quên, cho ta lên nếu còn hiểu rồi, hiểu chưa? Đấy, quá hay luôn, hay không? Rồi, câu đáp. Nhìn như thầy câu 18, Thiên Ân, Hoàng Tiến Đạt là gì? Câu 19. Trong các số dưới đây, có bao nhiêu số chẵn? Bao nhiêu số chẵn? Hoàng Tiến Đạt ơi, tập trung. Có bao nhiêu số chẵn con? Có. Đấy. Số 4 là 1 này. Tiến Đạt tập trung nhá. Số 18 là 2 này, hết chưa? Vậy có hai số thôi, khoanh vừa này. Cho ta lên nó còn hiểu rồi, hiểu chưa? Đấy, nhá. Thì nhắc lại, số chẵn là số như nào? Số chẵn là những số mà có cái chữ số cuối cùng. Nó là 0, 2, 4, 6, 8. Thế câu hỏi là, thế 4 thì sao? À, 4 là số có một số. Chúng ta có 5 số chẵn có một số, đó là 0, 2, 4, 6, 8. Rồi. Rồi nhìn đây. Câu số 19. Nào xin mời. Ai nhỉ? Vĩnh, câu 19 là bạn nào nhỉ? Nào xin mời. Vĩnh Duy câu 19. Khánh Ngọc chuẩn bị câu 20. Vĩnh Duy ơi câu 11 từ 9 được không? Con trai. Alo Vĩnh Duy con trai. Vĩnh Duy nghe rõ không con trai? Con đọc được câu 19 không? Ui dễ quá. Số lớn chắc có 3 chữ số được tạo bởi các chữ số 2 không 4. Đó, biết nào, bây giờ biết đọc to thành chúng thầy nào. Bạn Vĩnh Duy chưa bật được mic. Vĩnh Duy đi nó câu sau nhá. Thằng nào biết số lớn. Số lớn chắc có 3 chữ số được tạo bởi các chữ số 2 không 4 và 8 là số đào. Những số chữ mỗi chữ số không được được cái một lần, không phải cáo quá một lần, có nghĩa là chỉ được dùng một lần thôi, các con hiểu không? Thưa thầy là phương án C ạ. Bao nhiêu? Phương án C. À, đáp án C đúng không? Ok, đáp án C thì đồng ý. Đầu tiên phải 8 lớn nhất này, xong đến 4 này và đến 2. 842. Số nào là 842 nhá. Rồi, đấy là câu 19. Nào. Câu 20. Câu Khánh Ngọc đây. Châu chuẩn bị câu 21. Khánh Ngọc câu 20. Con đọc to câu 20. Thấy đẹp quá. Mina. Mina. To nào, to nào. Muốn lấy được tất cả số táo trên sàn, hỏi bạn ấy cần đi quãng đường ngắn nhất là bao nhiêu mét. Biết rằng khoảng cách
giữa hai quả táo. Liền kề nhau. Kề nhau là 1 mét. Và bạn ấy chỉ có thể đi thẳng, rẽ trái hoặc rẽ phải. Rồi, đi thẳng, rẽ trái hoặc rẽ phải nhá. Ủa, câu này hay không? Câu này Khánh Ngọc không làm được thầy này. Mẹ cũng không làm được thầy ạ. Câu này hay đấy. Con chưa thầy làm 17 ạ. Bao nhiêu? 17 ạ. Rồi, lớp mình để ý thầy nhá. Câu này khó đấy. Thầy cho rằng lớp 1 với câu này là khó đấy. Nhưng mà nó sẽ là bài toán đường đi mà. Bây giờ hỏi bạn ấy cần đi quãng đường ngắn nhất. Ngắn nhất nhá. Quãng đường ngắn nhất là bao nhiêu mét? Biết rằng khoảng cách giữa hai quả táo là 1 mét. Có nghĩa là từ quả này, quả này là 1 mét này. Dưới đây có bao nhiêu số nhỉ? Các em, em nhìn đây đã, Ngọc Bích ơi. Nhìn thôi. Nhìn đây đã. Nhìn màn hình nhé, đừng nhìn thầy. Điều kiện là đi thẳng, rẽ trái hoặc là rẽ phải. Họ không nói bắt đầu từ đâu. Vậy thì bây giờ các em phải hiểu là đi thẳng nào, rẽ trái phải bắt đầu từ đâu. Nào Tú Anh, Tú Anh đi từ đâu? Đi bao nhiêu? Alo Tú Anh. Phải hiểu câu hỏi đã. Các em phải hiểu được là bạn ấy muốn là lấy được tất cả số táo này nhá. Hết luôn. Thế đi quãng đường ngắn nhất là bao nhiêu? Vậy thì điều này có nghĩa là các con phải tìm một chỗ, một cái điểm xuất phát đấy. Hiểu không? Điểm xuất phát đấy à? Thì chú ý này, nếu như bạn nào xuất phát từ đây này, lên đây này, là đường mấy? 5 này, 18 này, 11, 12 này, 13, 14 này, đến đây là hết. Nhưng không lấy được hết số 8 vì còn hai quả ở giữa, cho nên không thể xuất phát ở đây. Bảo An ơi tập trung. Cho nên không được xuất phát từ đây. Các con hiểu chưa? Vì vậy mình muốn lấy được hết táo thì phải nghĩ này. Nào, phải nghĩ xuất phát từ chỗ nào? Từ đâu? Bắt đầu từ đâu để lấy được hết táo? Ở chỗ có hai quả táo ở dưới ạ. Đây, có nhiều cách nhiều quả nào mình hỏi Quỳnh Trang này. Quỳnh Trang sẽ đi được không? Bạn nào mà chơi trò chơi đi. Quả táo ở giữa. Giữa à? Từ đây à? À, đây được. Xuống đây đúng không? Đây à? Rẽ phải đúng không? Ở đây. Lên thẳng. Ăn được hết số táo chưa? Hết. Cách này nha, một cách khác này. Từ đây. Thấy không? Thấy chưa? Hết chưa? Hết. Các con tắt mic khi mà thầy bật, chỉ bật mic khi cần thôi nhé. Không được ồn ào. Nào, có cách nào khác nào? Có cách nào khác? Chúng ta khách 1 nó bắt đầu xuất từ đây nhé. Khách 2 xuất từ đây. Được không? Được chưa? Đấy. Vậy thì cái đường ngắn nhất của nó sẽ là bao nhiêu? Nhìn này. Đường ngắn nhất nó chính là, Khánh Ngọc ơi, các con không vẽ lên màn hình nhỉ? Để mọi người nhìn nhé con. Để mọi người hiểu. Quãng đường ngắn nhất đây là 1 mét. Vậy thì khi bắt đầu từ đây thì lên đây là 1 mét này. 1 mét, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Thấy không? 15, đó chính là 15 khoảng cách các bạn ạ. Một cái này từ đây đến đây thì người ta gọi là một khoảng cách, và nó là 1 mét. Như vậy, ngắn nhất là bao nhiêu mét? 15 khoảng cách thì sẽ là 15 mét. Con hiểu chưa? Vì ngắn nhất mà. Phải đi hết, ăn hết thì sẽ là 15 mét nhá. Rồi, chỗ này nếu mà tính từ đây. Bắt đầu từ đây thì 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây không vào nhá. Đây lấy rồi nhá. 11 12 13 14 15. Thấy chưa? Cách nào cũng chỉ có 15 thôi. Thấy chưa? Không phải là 17 đâu. Rồi, như vậy là câu A nhé. Từ đây các con phải hiểu thế này. Tại sao lại được học bài toán này? Bởi vì ấy, khi lên đầu đây con, các con sẽ được học cái này này. Anh chị sẽ tưởng tượng một chút. Từ đây đến đây này là một khoảng cách, hai khoảng cách, ba khoảng cách, bốn khoảng cách, năm khoảng cách. Và các con sẽ được học chính bài toán này. Tại một điểm này họ trồng cây. Đấy, trồng cây, trồng cây, trồng cây, trồng cây, trồng cây. 6 cái cây thì sẽ có là 5 khoảng cách. Và họ cho rằng đến mỗi một khoảng cách này là 5 mét. Ví dụ thế. Vậy thì hỏi quãng đường này là bao nhiêu? Thì mình đến 5 cộng 5 cộng 5 cộng 5 cộng 5 thì bằng 25. 25. Lớp mình hiểu chưa? Đưa ta lên nó còn hiểu rồi. Thực tế bài này chính là bài toán trồng cây. Thấy chưa? Bài toán con rắn đi ăn giun ấy, trò chơi rắn ăn giun ấy, thì nó chính là bài toán trồng cây này. Thấy thế nào? Rồi, ok, đấy là câu số 20. Nào câu 21. Câu 21 thì dễ rồi nhá. Nào giải viết nhanh cho thầy. Nào xin mời câu 21. Trịnh Gia Hân câu 21. Tài Huy chuẩn bị câu 22. Chó đạp hôi phản chân lên nào. Nhỏ nhất đúng không? Được rồi, nhìn đây. Số nào? Nhìn nhìn nhá. Số nào sau đây là số nhỏ nhất được chưa? Làm tương tự nhá. Tương tự chúng ta đây có 20. 20 này. 20 này. Đây 202 này. 202 này. Nhỏ nhất là số này bỏ đi, số này bỏ đi này. Còn là 201 này. Bây giờ 1 này giống nhau này. Thấy không? Đây lại là, đây là 1 này. Nghe là số chẵn thôi. 0 này. À. Thấy không? Bây giờ nhìn này. Họ nói đây đúng, đây là số chẵn nhỏ nhất nha, số chẵn nhỏ nhất nha. Rồi. Vậy thì đây thì đây đã thấy 202 rồi, đây 20, đây 201. Số chẵn rồi, số này đầu tiên là đây là lẻ rồi, được chưa? Đây này. Xác định luôn vì nó là 9. Nó là 9 thì nó là số lẻ. Đấy, vậy xác định luôn số này. Được chưa? Tức là 2010 1030 câu này. Được chưa? Thầy nhắc lại này. Câu này đầu tiên phải để ý thầy là số chẵn nhỏ nhất. Số chẵn ấy thì tận cùng là 02468 thì số này bỏ đi luôn được. Được chưa? Hiểu ý không? Sau đó so sánh tiếp với thầy, đây là 20 này. Đấy, giống nhau bỏ đi. Thấy không? Vậy đây 2 này. Với 2 này. So sánh dữ số tiếp theo đây là 1. Vậy 2 cái này lớn hơn, chốt luôn câu D. Đấy, như thế cho nhanh. Nhá. Rồi đến câu 21. Câu 22 Tài Huy nè, alo Tài Huy. Châu ơi chuẩn bị thầy câu 23 nhá. Châu ơi, Châu đây rồi. Alo Tài Huy, hai nè. Sử dụng chữ số 0 1 2 3 đồng tạo thành các chữ số có hai chữ số
lớn hơn và nhỏ hơn 30 mỗi số đều gồm hai số phân biệt phải có tất cả bao nhiêu số như vậy? Rồi, giỏi lắm. Bây giờ sử dụng 0, 1, 2, 3. Để tạo thành các số có hai chữ số này, mà phải lớn hơn 11 nhá. Viết số được số lớn hơn 11 nhưng mà lại nhỏ hơn 30. Được chưa? Nhớ cho thầy này. Lớn hơn 11, nhỏ hơn 30. Bây giờ mỗi số gồm có hai chữ số phân biệt. Phải hiểu từ phân biệt này. Phân biệt được hiểu là gì? Đó là khác nhau. Nhá. Phân biệt nó chính là khác nhau. Thế giờ viết được bao nhiêu số như vậy? Bố ơi, bố học, nhanh lên để tôi trong trường cho bố. Bài ghi được. Nhìn xem nào, nhìn xem nào. Đếm cho nào, 4, đếm cho nào. Viết được bao nhiêu số như vậy? Bài ghi viết bao nhiêu số? 2, rồi. 3, rồi. Lớn hơn 11. Hả? Lớn hơn 11 thì có 12 này. 13 này. Thấy không? Hiểu ý không? Nó khác nhau mà. Vậy số 2 đứng trước mình có được là 20 này. 21 này. Hết chưa? 22 được không? 2 được không con? Không nhá. 22 là có hai số giống nhau rồi. Nhưng mà có 23 này. Đấy. Thế 30 được không? Nào, alo. 30 được không? 30 không được. Lớn hơn 11 và nhỏ hơn 30. 30, 31, 32 không được. Như vậy có là 5 số. Được chưa? Viết cho thầy 5 số vào đây. 5 số vào đây, đây. À, viết nào. Đúng rồi, viết vào. 12 C. Câu 23 này. Nào. Xin mời câu 23. Châu, câu 23. Ngọc Bích, câu 24. Đấy nha, chúc vui vẻ nha. Châu ơi. Quan trọng nhất. Châu đang vào số lẻ. À, Châu tìm ra được bao nhiêu số lẻ trong cái câu này? Bao số lẻ? Nào phân khoa con nhỉ? Con thầy lẻ. Số lẻ á? Ừ. Số lẻ là số có chữ số cuối cùng là 1, 3, 5, 7. Con thương thầy là 3 ạ. À, vậy khoan, vậy thầy số 3 số. Con thương thầy là 3. Rồi. Số nào đây? À đây số 4, 5 này. Đúng không? 2 này. Và số 15. Vậy đó là có 3 số. Được chưa? Đấy. Đó là những số lẻ. Thế trong giấy này, trong những số này có bao nhiêu số chẵn? Bao nhiêu số chẵn? Con thương thầy là 5 à. Ừ, 5, 5 số chẵn. Được chưa? Được. Tất cả 5 số. Rồi, ok. Rồi, đấy là câu 23. Tốt lắm. Nhìn câu 24, Ngọc Bích câu 24 này. Đúng kìa, chuẩn bị câu 25. Số chẵn lớn hơn số nhỏ nhất mà số đã lớn nhất có ba chữ bởi số. Các chữ số 0, 2, 3 và 7 là số nào mỗi chữ số được sử dụng không quá một lần? À, rồi bạn Ngọc Bích đọc nhỏ quá bạn Mai. Em hỏi con làm gì ở đấy đấy Quỳnh Anh? Mai Khánh Ngọc đọc giúp rồi. Bây giờ đọc nhìn này. Số nhỏ nhất có 3 chữ số được tạo bởi 0, 2, 3 và 7 là số nào? Mỗi số được dùng một lần thôi. Không quá một, tức là chỉ một thôi. Số nhiêu? Số
Là chú Anh ơi, thầy không nhờ con Khoanh đâu nha. Các con ra bao nhiêu? Con cho thầy ra câu C ạ. Câu C. Hãy nhớ rằng cho thầy, số nhỏ nhất thì chữ số đầu tiên phải là nhỏ nhất. Vậy 2 7 là phải chữ số đầu tiên này. Thấy không? Tiếp theo ấy thì nó phải là chữ số 0 này. Thấy không? Sau đó đến chữ số 3 này. Và cái số cần tìm là 203. Nhá. Chứ không phải là 320 đâu. Không, cái này mẹ nói nhiều thế nhỉ? Tú Anh hiểu này chưa? Rồi ạ. Có hiểu cái này chưa? Rồi ạ. Nhỏ nhất nhá, là cho thầy số nhỏ nhất này. Ba chữ số này. Dạ, phải cho thầy số nhỏ nhất ba số. Nào. Có 0 2 3 7. Chú chỉ cho mình nhá. Được chưa? Rồi. Đấy là câu 24. Nào câu 25, Tuấn Kiệt, câu 25. Câu 25 là câu không biết rồi. Alo Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt ơi, bấm mic nào con ơi. Giờ đi. Tuấn Kiệt ơi, nhanh tay nào con ơi. Quên, tắt ngay, nghe thấy rồi. Nào. Giá trị của sao à, của cái ngôi sao này, con tìm được ngôi sao của bao nhiêu? Là 4 ạ. Cái sao là 4. Bốn cộng với 4 là 8 ạ. Sao lại 4 cộng 4 bằng 8? Ngôi sao nhá, nhìn đây này, lớp mình phải nhìn vào đây nhá, các con nó nhìn đây này, nhìn nếu không 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 hiểu đâu. Ngôi sao cộng với tam giác thì bằng 7. Ngôi sao cộng tam giác phải bằng 7. Đây là ngôi sao cộng với hình vuông cộng ngôi sao thì bằng 8. Thế nhìn này, thấy rằng ở đây này có ngôi sao và tam giác này thì bằng 7 đúng không? Hiểu ý không? Thế này, ngôi sao cộng tam giác bằng 7. Như vậy chỗ này là 7. 7 mà cộng với hình vuông. 7 cộng hình vuông bằng 12. Như vậy suy ra hình vuông bằng bao nhiêu? 5 ạ. Đúng rồi. Còn đây là 5 ạ. Hình vuông bằng 5. Vậy hình vuông này cũng là bằng 5. Thay vào đây. Hình vuông bằng 5. Thế hình vuông bằng 5 thì ngôi sao bằng mấy? 3. Sao bằng 3? Thấy không? Đấy. Cái key của bài toán này là gì? Cái key của bài toán này là gì? Đó là nhóm. Được chưa? Cái nhóm này ở trong nhóm kia. Và với lớp 1, lớp 2 thì gọi đó là cái key ở đây nó là nhóm. Còn lên lớp 1, 2, 3 nhé. 1, 2, 3 là key là nhóm. Còn lên lớp 4, lớp 5 các con sẽ được gặp ở dạng này. Đó người ta gọi là khử và đó là thay thế nha. Đấy, ở lớp 1, lớp 2 cũng chính là thay thế. Bây giờ để ý đây, tại sao lại là thay thế này? Thầy thay thế ngôi sao cộng tam giác bằng 7 vào đây. Thay ngôi sao cộng tam giác bằng 7 vào đây thì khi đó mình chỉ còn mỗi hình vuông thôi, tức là hình vuông mà cộng 7 bằng 12, suy hình vuông bằng 5. Các bạn thay thế tiếp hình vuông vào đây bằng 5 vào đây thì suy ra ngôi sao bằng 3. Giơ tay lên nó con hiểu rồi. Hiểu chưa? Đấy, phải tư duy nhá. Nhá, tư duy đến đâu thì cuộc sống đến đó. Vì vậy mà thầy chia sẻ rất chân thành là học toán phát triển tư duy và các em sẽ có tư duy thì cuộc sống nó dễ dàng. Đó. Rồi, nhìn tiếp thầy. Ok, đấy là câu 25 nhá, xong nhá. Rồi.
Nào, mở trang số 8. Mở trang 8. Chúng ta đến câu số 2. Nào, xin mời quay trở lại Trần Quỳnh Trang. Khánh Ngọc chuẩn bị. Chia đều 10 quả sầu riêng dưới đây và 5 chiếc giỏ hỏi mối lọ. Có bao nhiêu quả sầu riêng? Rồi, ai đã từng ăn sầu riêng rồi cho đây này. Sầu riêng ở đâu ngon nhất biết không? Muốn ăn sầu riêng ngon nhất thì đi vào Buôn Ma Thuột nhá. Dạ. Ăn cái gì rồi chưa? Mười quả này, mười quả này chia vào 5 giỏ này, 1 giỏ này, 2 giỏ này, 3 giỏ đấy, có sẵn rồi, ngon quá. Cứ đặt ở đây 2 quả 1 giỏ, sau đó thì nói mẹ ơi mang đi biếu, yeah, mang đi tặng, yeah. Vậy mỗi 1 giỏ có 2 quả, được không? Đến sau này lớp mình sẽ được học là gì? 10 chia 5 bằng 2. Nhá. Rồi nhìn tiếp câu số 2. Xin mời Khánh Ngọc. Thầy ơi. Ơi. Thầy chưa gọi con. Rồi đến lượt con mà. Khánh Ngọc là câu 2. Hoàng Tiến Đạt là câu 3. Đây đây. Hỏi có bao nhiêu số chẵn trong các số dưới đây? Rồi, ok. Bao nhiêu con? Con thưa thầy là 3 số. Số chẵn nha. Khoanh vào cho thầy. Dùng bút khoanh vào. 42 là chẵn này. 30 là chẵn này. 6. 6 này. Được chưa? Thiết bị. 3 số. Ở đây. Được nha. Rồi tôi đã. Châu ơi tập trung vào này Châu ơi. Các chữ số 1, 3, 4, 3. Khánh Ngọc ơi rồi. Nào xin mời Hoàng Tiến Đạt câu số 3. Ngọc Bích chuẩn bị câu 4. Từ các chữ số 1, 3, 4, 3, 6 hỏi lập được bao nhiêu số chẵn? Có 2 chữ số, mỗi chữ số chỉ được duy nhất một lần. Rồi, chỉ dùng mini một lần. Con biết được bao nhiêu số? Con thưa thầy là 4 ạ. Thầy là 6 ạ. Thầy đang hỏi bạn Hoàng Tiến Đạt nhá. Tú Anh nhá. Tú Anh không nói tự do như vậy con. Nào. Con thưa thầy 6 ạ. 6 đúng không? Số chẵn đúng không? Số chẵn vậy mình có được là 14 này. Đúng không? 16 này. À 14 thì viết 4 là tận cùng hết đi. 14 là 3, 4 này. Đến 6, 4 này. Thấy chưa? Bây giờ tận cùng bằng 6. Thì mình có được là 16 này, 3, 6 này và 4, 6. Như vậy mình sẽ tìm được là 6 số. 3, 6 thì được hơn 2 lần 3, 6 ạ. Thấy chưa? 6. Mình ra là câu C. Lớp mình chọn cái này chưa? Rồi viết cho thầy 6 số này vào. 14, 34, 64, 16, 36, 46. Khoanh vào đây, 6. Sắp xếp các số dưới đây trên theo thứ tự từ lớn đến bé để tìm ra số bé thứ hai. Rồi muốn tìm số bé thứ hai nhé. Nào số nào lớn nhất? Số nào lớn nhất? Ngọc Ý ơi, số nào lớn nhất con ơi? Số 30 ạ. À. 30 này. Nào, 30 là lớn nhất này. Sao đến số bao nhiêu?
27 này cho đến bao nhiêu nhanh đi? 19 này đến 15 này xong đến mấy? 8 8 này, 8 là 5 này, số thứ 5 này. Số 6 số nào? Số 3 này. Số 3. Số 2 này. Số 2 ạ. Vậy thì số bé thứ 2 này là số mấy? Số bé thứ 2 là một là mấy? Ba. Số bé thứ 2 là 3 nhá. Hiểu không? Còn số bé nhất là 2 này. Vậy khoanh vào câu C này. Thế thì ở trong câu này các con sẽ tư duy thế này nhé thầy. Mẹ có trả lời không? Được. Thì làm tương tự thôi. Nhìn này. Bây giờ nghe này. Nghe thầy chỉ cho cách để tư duy này. Họ bảo là sắp xếp từ lớn đến bé để tìm ra số bé thứ hai. Thế thì các con không tư duy là gì? Mình mà tư duy ngược lại thì có nghĩa là mình sắp xếp số đấy từ từ bé đến lớn thì mình cũng có được số bé thứ hai, đúng không? Có đúng không? Có nghĩa là số bé nhất là số nào? Số bé nhất là số 2. Vậy thì sẽ suy ra được số bé thứ hai sẽ là số 3. Bạn Kiệt ơi tập trung nhé. Châu ơi tập trung nhé. Học tập trung vào. Thầy thấy bạn Châu không tập trung lắm. Cứ đi đâu tập trung vào. Nếu không làm bài nó chỉ loanh quanh 2, 3, 40 điểm thôi. Hiểu không? Tập trung vào nhé. Rồi xong. Câu số 4. Câu số 5 xin mời Vĩnh Duy. Số nào là số nhỏ nhất nào? Vĩnh Duy ơi, sao thế nhỉ? Rồi con nói thôi, thầy kêu con. Con đương trả lời D. À, câu D đúng không? Ok. D. Làm tương tự như vậy, đây 20 này. Thấy có 20 này bỏ đi. Đúng không? Còn 2 này lớn hơn 1 này đây này. Ôi, bài này con biết ở trên nghe nhỉ. Đây 1 này so với 1 này đúng không? Em gọi bài này chữ tử này. Có mấy câu đều là câu D nhỉ? Rồi xin mời câu số 6. Gia Hân câu 6. Tài Huy chuẩn bị câu 7. Ui ui ai được ăn táo đây. Xin mời Gia Hân. Gia Hân ơi nhanh tay một chút rồi con. Nhanh tay lên. Chúng ta không nghe. Chia. Chia. Đều. Chia. Đều 15 quả táo vào hàng đặt. Chúng ta gặp lại nhé. Vâng ạ. Rồi. Rồi. Hỏi mỗi giỏ. Hỏi mỗi giỏ có bao nhiêu quả táo? Rồi. Có 15 quả này bây giờ con chia ra vào 5 giỏ thì mỗi giỏ mấy quả? Chia đều nhá. Ba quả. Ba quả đúng không? Ok. Khi các con chưa có được học chia thì làm như thế này này. Đây này. Thầy chỉ cho một cách này. Nào. Một giỏ này. Hai giỏ này. Ba giỏ này. Bốn giỏ này. 5 giỏ này. Được không? Vậy nhìn thầy chia nhá. Này thầy là chuyên đi chia quà thôi. Được không? Thứ hai. Một bạn này, mỗi bạn một quả. 2 3 4 5. Hết một lượt nhá. Hết một lượt rồi đúng không? Tiếp. Chỉ lượt 2. Thầy vẫn còn nhiều táo mà. Thầy hào phóng lắm. Chia thêm lượt nữa. 6 7 8 9 10. Thầy vẫn còn. Chia tiếp 11, 12, 13, 14, 15. Được không? Như vậy 15 quả chia đều cho 5 bạn rồi. 5 giỏ được không? Được chưa?
Bây giờ nhìn đây mỗi giỏ mấy quả này? Mỗi giỏ mấy quả? quả Ba quả chưa? Thấy không? con thưa thầy là ba quả Rồi, lớp mình hiểu nhá. ồ Đấy, nha. con Chứ không thưa phải thầy là là ba các con lấy 15 chia cho 5 đâu. Wow, chưa, 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 chưa. Thầy không làm khó con đâu nhá. Nhá, các con đừng nghĩ khó nhá. Nghĩ khó là nó khó đấy. Nhá, mình nghĩ phương pháp chứ không phải là nghĩ khó đâu nhá. Rồi, câu số 6 là câu 3. À, câu B, chưa? Xin mời Tài Huy câu số 7. Tú Anh chuẩn bị câu số 8. Có bao nhiêu số lẻ trong dãy số dưới Rồi, đọc cái này số lẻ xem nào. số này là số Nhanh nào. con đưa thầy là 1 3 5 7 9 ạ Rồi, à. 1, 3, 5, 7, 9, tức là chữ số tận cùng đúng không? Thế trong số này biết biết đọc số này không? Đọc số nào? Không à. Đây, đây là câu 7 này. Nào, đọc có thể là 357. 357 Đây là 99. 99 135. 135 Đấy. Thấy tận cùng là đây này. Tận cùng là mấy ạ? 5 này. 9 này. 7 này. Đấy. Còn những số này là những số chẵn. Đây này. Này số chẵn này, số chẵn này. Tận cùng là 8 này, 2 này, 8 này, 6 này, 4 này. Đấy, đó là số chẵn nhé. Rồi vậy là khoanh câu C này. Giơ tay lên nếu các con hiểu rồi. Hiểu chưa? Ai hiểu giơ tay lên nào. Có 3 số lẻ thôi. Nhá. Hôm sau gặp đề bài cứ thế mà làm. Dạ. Rồi, ok, đấy là câu số 7. Chỗ Gia Hân tắt mic đi không cần thiết thì không cần bật. Là xin mời Tú Anh câu số 8. Châu Chọn Lý câu hai 9. chữ số không lặp lại từ các chữ số 0, 1, 7 và 8 để lập thành số trắng có hai chữ số. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số khác nhau như vậy? Rồi, bài này con lập bao nhiêu số? Con lập được 5 số ạ. Đó là những số nào? 18, 10, 70, 78, 80 ạ. 10 trước này. 18 này. 18, 70. 70 à? 70 này. Bao nhiêu nữa? 78, 78 này. 80. 80. Đấy. Rồi nhanh tay ra 31 giây viết 5 số này vào. Sau đó khoanh vào đây câu A. Nhanh tay. Rồi cho câu 9 nào. Khánh Ngọc chuẩn bị câu 10. Là số nhỏ nhất. Rồi gạch chân cho thầy nào, số nhỏ nhất nào. Con tìm được số nào là số nhỏ nhất trong số này nào. Số nào? Bây giờ nhìn vào đây á, để tất cả đều là 8 chữ số đúng không? Rồi, 8 số giống nhau rồi, bây giờ gạch đi 2 này, 2 này. Bởi vì nó bằng nhau á, mình bỏ đi. Tính từ bên trái sang nhá. Tiếp theo cái này là 0, cái này là 0, cái này là 1. Vậy số này lớn hơn, cái này bỏ đi luôn. Được chưa? Rồi, 0. Bỏ 0 đi. Bỏ 0 đi. Được không? Tiếp tục số 2, bỏ đi 2 2 2. Đó. Bây giờ tiếp này. Đây là 1. 1 này. Đây là 0 này. Đây là 1 này. Vậy không số này. Không trong số này nhỏ hơn. Không nhỏ hơn 1. Như vậy là mình phải chọn luôn vào câu này, số này, được không? Số này thì nó chính là câu B. Các em hiểu chưa? Alo, hiểu chưa? Ok nhá. Đấy. Thế câu 9. Nào xin mời câu 10. Mai Khánh Ngọc à? Câu 10 Mai Khánh Ngọc. Câu 11. Thiên Ân đi đâu rồi?
Thì đơn chuẩn bị. Số nhỏ nhất có 4 chữ số được lập từ các chữ số 0, 1, 5, 6 và 9 là bao nhiêu các chữ số không được lập lại? Con thưa thầy là số bao nhiêu? 1, 5, 6, 9 ạ. 1, 5, 6, 9. Rồi, giỏi lắm. Có số nào nhỏ hơn không? Nhìn bên kia, nhìn cái gì đấy? Bây giờ nhìn nhá. Lớp mình nhìn đây để thầy dạy cho một lần nữa. Bạn để tìm viết số nhỏ nhất lớn nhất vì chắc chắn nó có một câu. Đó, bây giờ mình nghe thầy giảng này. Nhìn nhá, lúc này quan trọng này. Có phải là mình lấy 4 số trong 5 số này đúng không? Giơ tay lên để đồng ý với thầy. Thầy lấy 4 trong 5 số ở đây. Hiểu không? Lấy 4 trong 5 số. Không nhất định là phải lấy số đầu tiên đi số nào được nhỉ? Phép lấy số 0. Vậy lớn hơn số 0 là số mấy? Số mấy con? Số 1. Giỏi lắm, 1. Rồi bỏ số 1 này đi. Xong. Tiếp theo đến số dùng mấy? Dùng bút chì gạch số này đi. Số nào đầu số tiếp theo trở đi thì được. 5. Đâu, số 0 chứ. 0. Ừ. Số 0 nhỏ. Nghe đã. Đằng sau số 1 thì bắt đầu xuất hiện chấp nhận chữ số 0. Nhá. Chấp nhận chữ số 0 đứng đằng sau số 1. Nhá. Vậy nhìn lại xem trong những số còn lại có số 0 không? Có. Có, nhìn đi xem, nhìn nhìn nào. Đây đây này. Thấy không? Đây đây đây. Ở đây số 0 đúng rồi đây, viết ở đây không này. Này xong rồi bỏ đi. Tiếp tục lấy số nhỏ nhất trong những số còn lại. Số mấy con nhỉ? Con thưa thầy là số 5. Số 5 viết vào đây. Số 5 này. Dùng bút chì bỏ số 5 này đi. Đến đây được một số có 3 chữ số rồi này. Bây giờ muốn có được một số có 4 chữ số đúng không? Lấy thêm một chữ số nữa. Số nào nhỏ nhất trong những số còn lại? Con thưa thầy là số 6. Số 6, vậy viết vào đây 6 này. Xong, bỏ đi. Rồi, được một số 1056. Nhìn đáp án có 1056 không? Nào, 1065 569 1. 1056. Đáp án D. Giơ tay lên nếu các con hiểu rồi. Được chưa? Rồi nhá. Bây giờ thầy có câu hỏi ngoài. Thầy đố bạn nào hỏi ngoài nữa. Được một câu số hỏi ngoài nữa. Nghe này. Nghe thầy à? Bạn nào hôm nào thầy không dạy nữa. Nhìn đến đây. Ai muốn nhận quà giơ tay lên. Đúng rồi, ngồi thẳng lưng lên. Ngồi thẳng lưng lên, ngồi thẳng lưng lên. Nhìn vào đây. Nhìn cho thầy. Thầy kéo màn hình cao lên tí nữa nhìn nó dễ. Đây, rồi. Bây giờ nhìn. Vẫn là câu số 10 nhá. Câu hỏi của thầy không phải là số nhỏ nhất. Bây giờ thầy đố bạn nào tìm cho thầy được số lớn nhất có 4 số khác nhau. Nào xin mời. Viết. Ai viết được comment xuống. Comment cho thầy đi. Comment đi. Comment thầy. Bạn nào comment đúng là sẽ nào có cơ hội nhận quà nha. Trong này viết một số lớn nhất có 4 số. 1, 5, 6, 9 này. Không 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 được hỏi. Thầy vừa giảng rồi tự đi tự làm. Không được hỏi. Bây giờ viết số lớn nhất xem nào. Xem ai có cơ hội nhận quà. Ai là Tiến Đạt ra 9651 này, 9651. Rồi, Đạt mẹ có họ mẹ có giúp đỡ không? Đó. Không à, rồi tốt rồi. Đây 1551 ạ. Có số nào nữa không? Có cơ hội đấy, cơ hội nhận quà đấy. Con tương thay là C. Đâu mà C? Có đáp án nào đâu mà C? Đây là câu hỏi bên ngoài. 1569. Mình chỉ cần trả lời thì là đáp án mấy thôi. Không phải nói. Thấy không? Đáp án chính xác ở đây phải là nhìn này. Không không phải là câu này nha, thầy đang hỏi là câu lớn nhất nhá. Viết được số lớn nhất ấy. Muốn viết được số lớn nhất thì tìm xem cho thầy là trong những số này số nào lớn nhất viết trước.
0, 1, 5, 6, 9. Số lớn nhất là 9. Viết. Sau đó dùng bút bỏ đi cái số mình đang viết. Viết tiếp cái số bên cạnh và bên phải. Số nào là số lớn nhất trong những số còn lại? Là mấy? 9 đến mấy? Alo. Trong số còn lại 0, 1, 5, 6. Là 6. Bây giờ bỏ tiếp 6 đi. Viết tiếp số nào lớn nhất số còn lại? 5. 5. Rồi bỏ 5. đi. 1. 1. 1. 4 chữ số thôi mà. 1. Hiểu chưa? Lớp hiểu chưa? Rồi, mới thẳng lưng lên. Hay không? Đấy là câu, câu này là câu mà viết số lớn nhất. Có 4 số nha, không được nhầm lẫn với đề bài nha. Đề bài của chúng ta là câu này nha. Nó sẽ ngược lại với này. Được chưa? Rồi. Trong đề bài thi chính thức nó sẽ có một câu hoặc là viết số lớn nhất hoặc là số nhỏ nhất nha. Đấy, thầy thông báo trước. Nên bạn nào muốn có điểm cao phải để ý. Rồi xin mời câu 11. Nào Thiên Ân nào. Tuấn Kiệt. Thiên Ân à. Chia đều. Chia đều số kiểu sau đây vào ba do. Hỏi một dạo có bao nhiêu cái kẹo. Ui xin lỗi thầy, thầy xin lỗi con, thầy xin lỗi con. Có cái hình kẹo nó biến đâu mất tiêu rồi. Để thầy bảo cô kiểm tra lại xem là cô dùng phép thuật nào mà lại thầy với các con không nhìn thấy kẹo ở đâu. Bỏ qua câu này cho thầy. Đấy, câu này để bài sai. Để lại. Câu này thiếu thiếu cái giỏ quà đấy, thiếu giỏ quà, hiểu không? Rồi. Tôi bỏ câu này nhá. Câu nhìn thấy câu 12 nào, Thiên đã đọc lại câu 12 à? Có. Bao nhiêu số lẻ xong dãy số dưới đây? Rồi, con tìm con số lẻ. Tìm xem nào, con số lẻ. Alo. Đọc đầu tiên số nào? Đọc luôn. Rồi số 5, tiếp theo là số nào? Số 29. Đúng, nhìn từ trái sang phải. Ok, cho thuận chiều. Tiếp. Số 17. Khoanh vào 17. Ok, hết chưa? Số 43. Wow, quá tuyệt vời. Rồi, mấy số? 4 số. 4 số, khoanh vào một câu nào nhỉ? Khoanh vào câu D. Rồi, lớp mình dùng bút chì khoanh vào 4 số 5, 29, 17, 43. Khoanh vào đáp án 4. À, khoanh đáp án A, 4. Được chưa? Quỳnh tra nhanh tay. Xong chưa? Rồi. Tiếp này. Câu 12 nhá. Câu 13 nè. Dạ, hôm nay làm được nhiều đấy. Nào, xin mời. Câu này là một trong những câu khó nha. Câu 13 lập số. Nào xin mời Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt đâu? Xin mời Tuấn Kiệt. Tìm ra chữ số 0, 1, 4 và 9 hỏi là được bao nhiêu chữ số của hai số. Mỗi chữ số chỉ được từ duy nhất một lần. Thầy nghe nói là Kiệt thông minh lắm. Đúng là Kiệt thông minh thật. Bây giờ Kiệt làm thầy câu 13 xem. Lập được bao nhiêu số nào, ông lập đi nào. Bao số? Viết đi, viết đi. Kiệt viết chưa? Đừng có viết lên đấy, thầy nói cho con. Không viết lên đây, viết đây bẩn cái bảng của cả lớp nhìn nhé. Không viết lên màn hình nhé các con nhé. Đấy là văn hóa, người ta gọi là văn hóa online. Nào, bao số nào? Đầu tiên phải là 1, đúng không? Không, đầu tiên là 3. 10, 10. Không, 14 ạ. 1. Nào, 14. Bắt đầu từ số 1 đi con. 14. 19. Đó. Sau đó đến 4 thì có là 1, 10. 10. Kiệt nhìn thấy không? Kiệt nhìn thấy không? 41 thấy không? Kiệt thấy 49 không? Rồi. Là 90 thấy không? 91, 92, 91. Và chín cách thêm đấy mấy số cách thêm một là chín à, chín số thấy không? Chín. Như vậy thì chúng ta phải khoanh vào câu C này thấy không?
Rồi, về. Đây là một cách nha. Có một cách khác đây này. Vâng. Ok, nhìn nha. Nhìn thì chỉ một cái khác này. Số 1 đứng trước. Mình có được làm 1 không này. Vẽ sơ đồ ra. Anh chị có thể cho con làm cách này. 1 4 này. 1 9 này. Đấy. Nó dễ hơn. Dễ hiểu hơn. 4 thì có 4 0 này. 4 1 này. Và 4 9. Đấy. Tiếp này. 9 này. Có 9 0 này. 9 1 và 9 4. Đấy. Như vậy có tất cả là 9 số. Từ đây đây là một số này, nó chính là 10. Đây nối với 4 này chính là 14 này. Đây chính là 19 này. Thấy không? Đây là 40 này. Đây là 41 này. Đấy. Đây là 49 này. Tương tự như vậy, đây là 90, 91, 94. Đây, 90 này. 91 này. Và 94 này. Là 90 nhá. Đấy. Thì có được là 9 số. Được chưa? Rồi, ok. Xong chưa? Rồi, cảm ơn anh chị, cảm ơn các con. Các con giúp thầy một việc này. Như vậy là chúng ta đã xong part 1, part 2 đến câu 13 này. Về nhà tự làm cho thầy, hoàn thành cho thầy. Câu 14 đến hết. Lớp mình rõ chưa? Làm từ câu 14 cho đến hết nhá. Chỗ nào vướng mắc các con hỏi cho thầy, được chưa? Bởi hôm sau thầy sẽ gửi link cho chúng ta rồi. Bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu làm. À, có một chỗ này anh chị, có một chỗ này, anh chị có bút đấy không? Hoặc là thầy Nam sẽ gửi lại cái file, có cái câu 20, câu 20 ở trong cái file cũ là thiếu cái hình này, ở trong file anh chị mà nhận được ấy, thầy nghĩ là đang bị thiếu cái hình ma thuật này, đấy, Có rồi mà. có không ạ? Có Làm rồi, à có rồi, nếu mà có rồi. rồi, Làm rồi. rồi Làm rồi. nếu mà chưa Làm có rồi. thì sẽ thêm hình này. Nên sao cái file của thầy lúc nãy thì kiểm tra lại không có, xong thầy lại vừa bổ sung. Con có rồi. Rồi, Con ok. có rồi. Rồi, Con về cũng nhà, có. về nhà làm hết thầy nha, hết cái câu còn lại nha. Được chưa? Thầy sẽ gửi file và gửi file link ấy để Nghe con ngơ đề văn này con này. ôn tập trên link luôn nhá. Con chào thầy. Nhá. Rồi, cảm ơn anh chị, cảm ơn Con con. chào Ôn kỹ thầy. vào Con chào bài thầy. nhá. Rồi, bye Con bye và hẹn lại. Bye bye. chào thầy.